cách thị sát của dòng Canon 10G3570 nha. K5 3570 nó báo lỗi 5B01, 5B02, 5B03, 5B04 thì chúng ta nên reset nó. Để reset cho nó thì trước tiên chúng ta phải vào chế độ reset cho nó nha. Nó báo lỗi 5B01, 02, 03, 04 đó. Rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Khi mà chúng ta sử dụng nhiều quá thì nó sẽ báo tràn bộ đếm nên nó hiển thị lên máy tính là lỗi tràn mực thải đó, gọi là tràn bộ đếm đó. Và đầu tiên chúng ta phải vào được chế độ reset cho nó nha. Đối với dòng máy mới này chúng ta không có chạy mấy phần mềm tầm bậy nha, nó sẽ khóa men cho chúng ta nha. Mấy phần máy mới đời mới của Canon chúng ta không chạy phần mềm tầm bậy, nó khóa men á. Nên chúng ta nên chạy cái máy phần mềm ở cai chính hãng. Đầu tiên chúng ta giữ cái nút stop này, tiếp tục chúng ta giữ nút nguồn nha. Rồi. Ta vẫn giữ nút nguồn nha, rồi ta thả nút stop ra, ta bấm vô đúng 5 cái nha. 1 2 3 4 5. Sau khi bấm 5 thì nó sẽ rửa cái đèn tam giác này, chúng ta thả ra cho. Rồi chúng ta đợi một xíu nó đứng đầy nguồn nha. Mấy dòng máy Canon 3570 này chúng ta reset thì chúng ta gắn mực, chúng ta bình mực rồi chúng ta để bằng máy, và lưu ý để bằng máy nha, mở hết nút nhỏ ra nha. Rồi bây giờ ta sẽ mở cái phần mềm lên để chúng ta reset nha.